Trung Quốc không dán tem hàng Việt Nam lên hàng Trung Quốc để né thuế quan của Mỹ. Theo tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sáng 4 tháng 6, trong buổi họp báo xung quanh tranh chấp thương mại Mỹ-Trung. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Hồ Tỏa Cẩm, tham tán kinh tế và thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc, nhấn mạnh, hàng hóa Trung Quốc không giả xuất xứ Việt Nam hay Mexico nhằm được ưu đãi thuế quan khi xuất vào Mỹ. Ông cũng khẳng định là chính phủ Trung Quốc tuyệt đối phản đối gian lận thương mại. Phân tích trên tờ Nikkei Asian Review hôm 1 tháng 6 cho thấy, xuất khẩu máy móc, thiết bị điện tử hay một số mặt hàng khác của Trung Quốc đặc biệt giảm mạnh từ tháng Giêng tới tháng 3 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyến hàng tương tự từ Trung Quốc sang Mỹ thông qua Việt Nam, Đài Loan và Mexico lại tăng lên trong cùng giai đoạn. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí từng làm việc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế trên 25 năm, bày tỏ quan ngại rằng nếu thương chiến lan rộng, Mỹ có thể quay sang đánh thuế hàng Việt Nam, nhất là nếu có bằng cớ là Việt Nam giúp Bắc Kinh tiêu thụ hàng của Trung Quốc.